Sáng ngày 15 tháng 9, tuổi trẻ quận Đống Đa đã ra quân phối hợp cùng các lực lượng chức năng tham gia thu dọn vệ sinh để Hà Nội sạch đẹp. Ngay từ sáng sớm, các lực lượng đã tập hợp để cùng nhau dọn dẹp cành cây gãy đổ trên đường phố quận Đống Đa, thu gom rác thải, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn giao thông, khắc phục nhanh nhất những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Thời gian qua, Ban Thường vụ Quận Đống Đa cùng các cơ sở đoàn trực thuộc đã chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị kết nối, vận động các nguồn lực hỗ trợ bà con nhân dân và thanh thiếu nhi trên khu vực ảnh hưởng của bão, đặc biệt là thanh niên luôn là lực lượng xung kích trong công tác hoạt động vệ sinh môi trường, phối hợp và triển khai phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại sau cơn bão đã đi qua. Đội hình cấp quận với hơn 500 thanh tình nguyện viên đến từ các trường đại học, Đại học Văn hóa, Đại học Y Hà Nội, Đại học Luật, Học viện Ngân hàng và 21 đội hình thanh niên tình nguyện xung kích cấp phường đã phối hợp chặt chẽ với công ty Cây Xanh, công ty Urenco số 1, công ty EVN Đống Đa tích cực khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn quận Đống Đa. Sau cơn bão số 3, các tỉnh thành phía Bắc đang phải đối mặt với hậu quả nặng nề từ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Trong khi công tác cứu hộ cứu nạn tiếp tục được triển khai, công việc khắc phục hậu quả cũng đang được đẩy nhanh. Tại Hà Nội, nhiều cây xanh gãy đổ chưa được dọn dẹp hoàn toàn, gây mất mỹ quan đô thị. Những ngày sau bão số 3, các tuyến phố ở thủ đô đã có sự cải thiện rõ rệt. Tại quận Đống Đa, công việc khắc phục gần như đã hoàn tất, chỉ còn lại các điểm tập kết trên vỉa hè không ảnh hưởng tới sự lưu thông của các phương tiện. Với tinh thần, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, quận đoàn Đống Đa đã huy động các thanh niên tình nguyện chia thành các kíp, cùng với công ty vệ sinh môi trường để xử lý cây bị đổ, cưa cắt phân loại và vận chuyển về nơi tập kết.